các anh chị lãnh đạo và toàn thể các anh chị có mặt trong hội trường tối nay ạ. Em cũng rất là biết ơn thầy cô Phương Thơ đã tạo ra một cái lớp học như thế này để chúng ta có thể chia sẻ cái câu chuyện cũng như là cái kinh nghiệm mà để làm sao mà đến tham quay được thành công. Và Trang cũng gửi lời cảm ơn đến hai người quý nhân của cuộc đời Trang, đó là lãnh đạo tham quay và bán học đã kiên trì với Trang suốt 9 năm rồi, nên hôm nay Trang có mặt ở đây với các anh chị. Lãnh đạo Đức nói là đến tham quay là chữa được cái bệnh rối loạn tiền đình. Nhưng mà đối với Trang thì Trang chữa được cái bệnh rối loạn tiền túi đó các anh chị. Và Trang có mặt ở đây là cũng không phải đơn giản. Ở trong đây mọi người có anh chị nào đến đây để mà tìm hiểu em quay để lo người nhà mình ra không ạ? Không. Cho Trang làm quen nhớ. Không. Phối hợp cái đi. Okay. Là các anh chị về theo của Trang. Bởi vì 9 năm trước Trang được gia đình phân công tìm hiểu em quay. Thật ra là không có phân công tìm hiểu được các anh chị, mà phân công để lôi lãnh đạo quay ra khỏi em quay. Bởi vì sợ là bị đa cấp lừa đảo. Và bởi vì Trang làm ở bộ công an. Bạn nghĩ rằng ở trên thành phố Hồ Chí Minh thì có hai chị em thì có thể dùng cái sức mạnh của quyền lực của luật pháp là chị mình để mà có thể lao em mình ra. Tuy nhiên thời điểm đó Trang đi tìm hiểu và cách đây đã 9 năm rồi các anh chị, và Trang biết được là Amway là hợp pháp. Tại vì khi Amway xây dựng nhà máy ở Bình Dương cũng như là tiến hành gọi là quay phim hình ảnh về hoạt động của công ty của Hàn Quốc thì sếp của Trang đã giám sát. Tại đó đối với Trang, Amway là hợp pháp. Tuy nhiên, dừng lại đó. Trang không quan tâm đến Amway là một cái cơ hội hay là một cái gọi là một cái công việc mà để Trang có thể để mắt tới. Bởi vì Trang có công việc ổn định rồi. Và mọi người thường nghe nói là có công việc ổn định, có công việc tốt rồi. Và ông xã của Trang cũng là một tiến sĩ thượng tá và lãnh đạo khoa của trường Đại học An ninh Nhân dân. Giảng dạy công an các tỉnh phía Nam các chị. Thì theo các anh chị nghĩ thì Trang có cần phải đi khỏi nghiệp lại ở lứa tuổi 40 hơn không ạ? Và thật sự là lúc đó thì Trang chưa biết là Amway là hợp pháp không. Và bởi vì gia đình khuyên lãnh đạo quan không được. Và lãnh đạo quan là một kỹ sư mới ra trường 24 tuổi thì các anh chị, kỹ sư chế tạo cánh tay robot. Và lương mới ra trường của lãnh đạo đó là 18 triệu một tháng cho một người rất trẻ. Thì các anh chị thấy là lãnh đạo của Trang có giỏi không? Thế mà tự nhiên đánh hai kem đánh răng bị bỏ cái gì trong đó không? Mà tự nhiên cái bay qua tới Thái Lan thì kiểu anh quay bạch về cái bỏ luôn công việc hiện tại và đi làm anh quay với thu nhập là không đồng. Các anh chị là thấy là lãnh đạo của Trang có mạnh nè, rất là quyết đoán, mặc dù bình thường không có nói chuyện với anh chị hai ngày cũng thấy mặt răng trừ của anh thường. Là lãnh đạo quay một người ít nói, nhưng ngày hôm nay các anh chị sẽ thấy được chút xíu lên lãnh đạo lên sẽ chia sẻ và sẽ các anh chị sẽ nghe là một người lột xác hoàn toàn thông qua môi trường này, một cái người mà không có được tiếng nào bây giờ nói là tép nó cũng bay lên trời các anh chị. Thật ra các anh chị nói với các trong mà còn biết bạn bè mình ngày nói với trên đầu thì hãy dẫn bạn mình đến đây nha, thì mọi người có thể thay đổi được cái gọi là cái tính cách của mình thành một con người vui vẻ hoạt bát và có thể đứng trước hàng ngàn để nói chuyện, hàng ngàn người để nói chuyện. Bản thân Trang thì lúc đó Trang cảm thấy mình an phận rồi. Và cho Trang hỏi các anh chị là hôm nay các anh chị đến đây có ai bị mắc mưa không? Có ai không bị mắc mưa hơi mà không bị mắc mưa không? Trang không bị mắc mưa các anh chị. Nhưng mà cho Trang hỏi các anh chị là các anh chị biết ngày mai trời có mưa hay nắng? Thế năm sau các anh chị biết mình còn khỏe hay không? Có ai biết là năm sau mình vẫn còn khỏe với các quy luôn ạ? Giơ tay cho Trang làm quen nhé. Bởi vì chúng ta không chắc chắn một cái điều gì cho tương lai. Và chúng ta hay lo lắng cho tương lai và bản thân Trang cũng vậy. Bởi vì mình rất là an phận và mình nghĩ cuộc đời như vậy là tốt hết rồi. Tuy nhiên, một cái đêm đẹp trời thì rủi ro với ngày mai chúng ta đến trước. Và bản thân Trang đã gặp tai biến nhẹ khi đang ngủ các anh chị. Và 37 tuổi thôi. Thì các anh chị thấy cuộc đời lúc đó có nhỏ hoa hay là bế tắc các anh chị? Bây giờ mình ngồi đứng ở đây thì nó vui chứ không lúc đó là suy sụp. Và Trang cảm thấy được rằng lúc đó Trang nghĩ được là thầy cô nói một cái câu rất là thấm, đó là gì? Rủi ro với ngày mai không biết thế nào đến trước. Và người không thấy rủi ro chính là rủi ro lớn nhất. Và bằng lòng với hiện tại chính là cạm bẫy của tương lai. Bởi vì Trang không có một cái sự chuẩn bị cho cái tương lai của mình. Nên lúc đó Trang cảm thấy là thế giới này nó sụp đổ rồi. Những người đẹp xung quanh Trang đều thấy xấu các anh chị. Có phải là các anh chị thấy là
khi mà mình không còn tinh thần, mình vui, không còn vui vẻ, mình tích cực hay là mình tiêu cực. Mình tiêu cực có phải mình thấy người tốt cũng thành người bình thường luôn các anh chị. À, và lúc đó thì Trang rất là may mắn khi được lãnh đạo của Trang đem đến cho Trang luôn chúng ta. Và cái dinh dưỡng đầu tiên Trang uống đó là protein các anh chị. Hay dịch có tiếng Việt gọi là đạm. Cái lúc đi lúc đó Trang không biết nó là cái đạm các anh chị. Biết rằng lãnh đạo em mình đưa đến thì mình uống và rất là tin tưởng người nhà mình. Bởi vì người nhà không đem cái xấu đó cho mình, đặc biệt là về thức ăn, thức uống, dinh dưỡng, thuốc gì đó. À, và Trang đã dùng và với sự dụng tâm của lãnh đạo thì kiên trì thuyết phục Trang đến lớp học. Không dễ gì để Trang đến lớp học như thế này, các anh chị biết Trang rất là bận. Ban ngày làm từ sáng đến tối và chiều còn bao hai đứa con cũng xã của Trang đi làm từ sáng. Trang sớm hơn sao mới dễ các anh chị. Đi làm về rất sớm, có khi 1 giờ sáng mới về tới nhà. Các anh chị thấy là sớm không ạ? À, chính vì lý do đó, đó mà Trang cảm thấy rất là biết ơn Nojula cũng như là lãnh đạo Quang đã ngày hôm nay giúp cho Trang 40 quên tuổi các anh chị, 40 tuổi sắp bước qua 45 tuổi mà hôm nay mình cảm thấy rất là tự tin về cái sức khỏe của mình so đây 7 năm. À, và chính nhờ những cái lớp học sức khỏe cũng như là những đại hội thành công mà Trang thấy được rằng Amway chính là cơ hội cho Trang có thể khởi nghiệp lại với một cái lứa tuổi không còn trẻ. Trang còn trẻ không các chị? Cảm ơn. Công ty rất là tuyệt vời, trong công ty mình là đứng đầu thế giới trong ngành bán hàng và hơn 10 năm liền và đã là hợp tác thì mình có cơ hội hợp tác với công ty số 1 thế giới, tại sao mình còn lưỡng lự các anh chị? Và dinh dưỡng là số 1 thế giới và ATP là top 5 thế giới và ngày hôm nay Trang rất là hãnh diện khi mình được xài dinh dưỡng số 1 thế giới và hoặc gọi là sản phẩm mỹ phẩm là của Hoa Hậu xài và đặc biệt là sản phẩm này cô chồng người thành công có một thế giới là người tỷ phú trên thế giới cũng xài sản phẩm như chúng ta, các anh chị có thể cảm thấy là mình hạnh phúc không ạ? Và đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng có bao nhiêu quan tâm bao nhiêu tỷ, các anh chị biết là đã hợp pháp một cái cơ hội mình khởi nghiệp không vốn mà đặc biệt là chính sách trả thưởng rất công bằng. Và nếu không công bằng rất nhiều người sẽ không đến làm vậy, và nếu mà không công bằng thì nhiều người sẽ cảm thấy là bọn mình cố bán hẹn rồi. À, và Trang rất là có niềm tin vào cái môi trường thích tích cực vui vẻ mà thầy cô đã tạo ra, bởi vì thầy cô trung thơ cũng không liên quan đến cuộc đời của Trang. Thành công của Trang không liên quan đến thầy cô, nhưng mà thầy cô vẫn luôn yêu thương, vẫn luôn nhắc nhở. Và tìm đâu ra một cái môi trường mà luôn có người nhớ đến mình, giúp mình mà không vì lợi ích. Và Trang cảm thấy Trang rất là may mắn trong cái môi trường này. Và một cái điều quan trọng Trang nhìn thấy là tại sao những người không biết chữ mà người ta cũng có thể thành công. Và những người là phó giám đốc là quán, gọi là giám đốc vùng của một tập đoàn gọi là lớn thế giới, rồi là bác sĩ, rồi kỹ sư và những người công nhân bình thường người ta cũng thành công. Và ở Nhật Bản thì có người trăm tiếng cũng thành công, thì tại sao Trang vẫn có mắt không sáng thì mặc dù có đeo kính hay cái gì vậy thì có thể thành công được đúng không? À, lúc đó thì Trang có ý đồ thể hiện ra là nói với anh Toàn là nếu mà hôm nay mình đi đại hội về anh có thấy, nếu mà nói anh quay tốt anh có làm với em không? Các anh chị có thấy là người nhà mình hay chia sẻ cho người nhà mình khi mình cảm thấy hơi tốt, nhưng bên ngoài người ta nói là mình ví dụ người nhà. À, nhưng mà đối với Trang thì cái gì tốt mình mới dạy cho người nhà, đi đâu ăn cái gì ngon mình nhớ cha nhớ mẹ nhớ con nhớ cái với chồng luôn các chị. À, và chính vì lý do đó nhưng mà Hoàng nói cho Trang là luôn không, ngày hôm nay anh ủng hộ em nhưng anh không bao giờ đào quên. Bởi vì sao anh có đam mê? Bởi vì nếu mà đúng lộ trình thì năm sau là năm 2023 sẽ nộp hồ sơ xin công nhận phó giáo sư với các anh chị. Và nếu mà phó giáo sư thì sẽ không được hàm đại tá. Thì lý do do gì mà để đi bán hàng đúng không ạ? À, nhưng mà thầy cô dạy mình thay đổi bản thân để ảnh hưởng người khác. Và chính vì cái môi trường mà giúp cho Trang thay đổi về sức khỏe, thay đổi về cái cách cư xử với chồng Trang, đi nhậu về gặp ông muốn cười trước chứ thì dễ gì tới câu chuyện của các anh chị. Thì nấu mì ra không thích thì tự nấu luôn. À, nhưng mà khi mà anh đến môi trường này và bởi vì thương vợ mình nó là đi giúp cho em đỡ buồn không, nhưng mà anh nói là qua 40 lớp học ảnh hiểu được giá trị anh quay và ngày hôm nay đã quyết định đồng hành cùng Trang. À, và các anh chị thấy tuyệt vời không?
thì rất là nhiều người nhà cản. Khi anh Toàn đó là quyết định nghỉ hôn cùng Trang, hai vợ chồng Trang giờ là cán bộ hôn nhân trẻ, các anh chị thấy được không? Mỗi tháng lãnh lương hôn đó các anh chị, hôm qua được lãnh lương hôn. Nỗ lực 25 năm trong ngành công an, thu nhập phụ cộng từ lương hôn là hơn 8 triệu. Các anh chị thấy đã không? Nhưng đó là tương lai của nhiều người nếu mà làm tới 30 năm, 35 năm, 40 năm mới được nghỉ hôn. Có phải là các anh chị thấy bên ngoài là rất là nhiều người sau khi làm xong 30, 40 năm mà nghỉ hôn lương được 5 triệu. Và trong đây có chị Sáng là hình như được 1,5 triệu thì sao một tháng không ạ? Được 2 triệu mốt. Lên lên là trang nhập nhau. 2 triệu mốt một tháng cho hơn 30 năm nỗ lực. Vậy thì có phải ngày hôm nay cái lương hôn của Trang là quá tuyệt vời không các anh chị? Nhưng mà nhìn lại thầy cô, thầy cô chúng ta mình nỗ lực có 13 năm thôi, Trang 25 năm. Thầy cô hơn Trang 100 lần cái thu nhập phụ cộng đó các anh chị. Không phải là vợ chồng Trang không nỗ lực, mà bởi vì mình chọn lựa không có cơ hội tốt. Và thầy cô là một người có tầm nhìn. Thành ra ngày hôm nay chọn lựa quan trọng hơn nỗ lực các anh chị ha. Rất là nhiều người nói là vợ chồng Trang bị khùng rồi. Công việc tốt không làm, bây giờ khùng một đứa đi, giữ cái chân lại. Một cái chân trong chân ngoài có vẻ là vững hơn các anh chị. Tuy nhiên Trang biết được rằng cái tương lai của mình, cái cuộc sống của mình do mình quyết định. Người ngoài có thể cho mình lời khuyên một cách tùy tiện, nhưng họ không chịu trách nhiệm với đời sống của Trang, không chịu trách nhiệm với tương lai con gái của Trang, cũng như là tuổi già của ba mẹ Trang. Chính vì vậy mà ai nói gì vợ chồng Trang vẫn quyết tâm chọn lựa ăn quay là cái sự nghiệp đến cuối đời. Bởi vì Trang thấy được cái giá trị, 6 cái giá trị viên mãn mà bên ngoài Trang không biết được. Trong đó Trang thích nhất là hai cái giá trị, đó là giá trị kế thừa. Các anh chị có thấy bên ngoài có ông giám đốc nào mà đi làm công cho người khác ở phim nghỉ để bảo là ông chủ ơi nhường cái ghế đó cho con tôi đợi 10 năm nữa lớn tuổi lên nó làm không các anh chị? Và an toàn nghỉ hưu là thì ngay lập tức một thời gian rất ngắn đã có người lên thay rồi các anh chị. Nỗ lực của mình khi mình nghỉ hưu nó là chấm dứt, nhưng tới anh quay mình nỗ lực thành công một lần cho mãi mãi, và thành công của mình sẽ chia gọi là mình sẽ truyền cho 3-4 năm đời của con cháu mình. Còn những đời khác thì tôi có trăm hoặc 600 kiểu chứng được các anh chị. Cái điều quan trọng đó là gì? Trang thích là tự do. Bởi vì bình thường thì cái ngành nghề của Trang nó cũng hơi nghiêm khắc hơn mọi người. Và đặc biệt là Trang nghĩ tại sao cuộc sống của mình ba mẹ sinh ra mà đôi lúc mình cần thời gian chăm sóc cho ba mẹ nhưng mà mình phải nhìn mặt ông chủ. Các anh chị có ai mà có vô cái trường hợp mà ba mẹ mình bệnh nhưng mà mình xin cho ông chủ nó tạm mất việc đi về không ạ? Và mình cảm thấy là tại sao cuộc đời mình lại bị quyết định với tờ giấy A4? Một tờ giấy A4 có phải là mình được nhận được làm mình đi mình rất là cảm thấy rất là vui mà gặp ai cũng thấy dễ thương người sao đẹp. Nhưng mà một tờ giấy A4 và ngày hôm nay nó hiện đại hơn, nó công nghệ, cái email đấy các anh chị, thì cuộc sống của chúng ta đã xuống địa ngục rồi không ạ? Thành ra ngày hôm nay Trang cảm nhận được rằng ngày hôm nay nếu mà mình không tự do quyết định được cuộc đời của mình, không tự do quyết định được của mình, không tự do quyết định được thời gian của mình, hoàn toàn không có thể nào thành công viên mãn. Và chính vì vậy mà vợ chồng Trang thấy được cái giá trị của anh quay là giúp Trang có thể tự do về thời gian, tự do về thu nhập, tự do về việc gặp đi bất cứ nơi nào. Khi thành công, Trang có thể tự do thiết kế phong cách sống của mình. Và con gái, cái micro này nó chập chờn cho cái sự tự do của Trang các anh chị ạ. Trang có một đứa con gái là năm nay bé 16 tuổi và bé thích màu xanh lá cây. Và Trang nói vậy lắm cứ bóp mẹ lên diamond, con lên diamond. Con nếu mà nỗ lực lên diamond, con có thể mua cho con chiếc siêu xe đúng không? Và con thích màu xanh, con có thể chọn chiếc xe màu xanh, con thích không? Dạ thích. Vậy là mẹ tưởng tượng là con mua chiếc xe màu xanh, con mặc cái áo đầm màu xanh, con đôi giày con màu xanh, cái nón màu xanh, con đứng kế chiếc xe màu xanh. Quá phong cách các anh chị. Thấy nó phong cách không? Nhưng mà con nghe nói câu này mẹ bị gì vậy? Con làm con kế thì sao? Nên ngày hôm nay khi mình không có tiền, mình mặc cái bao bố, người ta nói mình là người ăn mặc. Nhưng nếu có tiền mình đứng cầm chiếc siêu xe, mình mặc cái bao bố, người ta nói là phong cách thời thượng với các anh chị. Trang và Trang tin tưởng vào kinh nghiệm của thầy cô cũng như lãnh đạo của Trang, thì cái tương lai của Trang cũng như thầy cô là quyền thiết kế phong cách sống của mình. Và ngày hôm nay đến với anh quay, Trang rất là mong muốn bạn
Diamond trong Amway các anh chị. Và tương tự thì